Còn về cái vấn đề mà phi nhơn á thì nó như thế này nè, có một vài những cái nơi mà phi nhơn ở mình có thể biết để mình tránh. Thứ nhất á, là những cái cây lớn á, thì thường có thể có phi nhơn ấy, ngay cả những cái cây ở trong thành phố chứ không riêng gì cái cây ở trong rừng đâu. Thí dụ như những cái cây ở thành thị thì cũng có thể có phi nhân ở đó. Những cây lớn ha, cây lớn là cái đầu tiên mình có cái gì cũng nên tránh, ví dụ như tiêu tiểu hoặc là đổ rác nên tránh. Mà người dân mình ấy thì có một thói quen rất là xấu, đó là thường đem rác đổ ở những gốc cây lớn, hoặc là có đi tiểu gì đó thì cũng bài tiết ở ngay những cái gốc cây lớn, thì đó là một cái thói quen rất là nguy hại. Bởi vì nơi những gốc cây lớn á, là cái nơi mà phi nhơn họ thường ở. Mà nói phi nhơn thì không, có khi là chư thiên họ cũng ở đó nữa. Mà mình làm mình xả những cái chỗ ô uế như vậy đó thì nó hại lắm. Cái thứ hai là những cái nơi là ao tù nước động, thì những nơi đó phi nhơn họ cũng ưa thích ở đó. Nên tránh cái chỗ đó. Cái thứ ba là ở những cái nghĩa địa, nghĩa trang, cái bãi tha ma, thì ở nơi đó, đó phi nhơn họ cũng ưa thích ở những chỗ đó. Còn khi mà quý vị đi vào một cái nơi nào đó đó, thì nếu như mà ở đó họ có nhà vệ sinh thì mà nó có cửa đó, thì quý vị nên làm một cái hành động, đó là gõ cửa trước khi vào. Bởi vì có một vài loài ngạ quỷ mà nó sống bằng cách là nó ăn phân và nước tiểu, tức là ăn những cái vật bài tiết ấy, thì nó có thể tụ tập ở những nơi đó. Cho nên là trước khi mà mình vào thì mình nên gõ cửa đánh động, để mà nó biết đường nó tránh đi. Cái này là có ghi chép ở trong tạng luật tỳ kheo. Rồi còn những cái nơi mà không có nhà vệ sinh ấy mà quý vị muốn bài tiết ấy, thì nên tránh một vài nơi, ví dụ như ở cái chỗ nước sạch ha, nước sạch ví dụ như sông suối, tránh bài tiết xuống đó. Rồi những cái nơi mà đất sạch cũng nên tránh ha. Rồi nên tránh bài tiết vào cái chỗ nào mà nó có cây cối như cái thảo mộc ấy, thì mình cũng nên tránh. Thì khi mà quý vị tránh những cái chỗ đó đó thì chúng ta sẽ tránh tối đa cái chuyện có thể ảnh hưởng đến phi nhơn.